Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại trở lại với những cái ngọn đồi rất là cao ở trên những cái cánh rừng rậm rạp ở đây các bạn ạ. Hôm nay mình lại có mặt giữa một cái cánh rừng toàn cây vầu rất là cao. Mỗi lần mình đi thì hay trúng cái dịp mà trời nó đang vào cái thời điểm nhiều sương mù ấy. Hôm nay thì thời tiết khá là thoáng, trời lạnh và rất là thoáng. Hôm nay mình sẽ lên trên này để lấy một vài những cái loại cây khá là đặc biệt và những cái loài hoa lan rừng. Này tiếp tục chia sẻ đến các bạn những cái clip ngắn về những cái cây lan ở trên những cái ngọn cây và những cái loài địa lan ở dưới đất. Mời các bạn cùng đồng hành theo dõi cái hành trình của mình nhé. Ở dưới cái tán rừng cây vầu trên ngọn đồi này thì hay có những cái loài địa lan, mình hay gặp những cái cây địa lan hơn. Tại vì phong lan nó hay ở trên ngọn cây cao và đôi khi là vào cái thời điểm sương mù không quan sát được các bạn ạ. Hôm nay thì mình lại vẫn có cái gặp gỡ đầu tiên, đó là cái loài địa lan này. Địa lan yên ngựa các bạn nhé. Đây là thuộc cái dòng lan yên ngựa. Dòng lan yên ngựa thì nó cũng có rất là nhiều dạng yên ngựa khác nhau các bạn ạ. Và đây là một cái loài mà mình thấy ấn tượng nhất với cái dòng này, với cái bộ lá của nó các bạn ạ. Cái bộ lá rất là to và có những cái chấm màu vàng nhìn rất là ấn tượng luôn. Lần nào gặp cũng phải quay một cái đoạn video ngắn để cho các bạn được xem. Địa lan này thì nó không hay mọc tập trung một đống ở đây, ở cùng nhau đâu các bạn. Nó chỉ rải rác thôi. Lâu lâu mình sẽ có thể gặp được một cây ở dưới những cái gốc cây vầu như thế này các bạn ạ. Cây vầu này thì lại sắp đến mùa măng rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn ở ngoài Bắc thì chả lạ gì, măng vầu rất nhiều luôn. Lúc vào cái thời điểm mùa măng ấy là nó là cái thực phẩm chính được bày bán nhiều nhất ở ngoài chợ các bạn ạ. Ra đường các bạn có thể gặp ở bất cứ đâu, còn măng là măng thôi. Đi ở trên đồi thì nó sẽ không có nguy hiểm như ở trên núi đâu các bạn ạ. Đi ở trên núi thì thật sự là đôi khi leo những cái vách đá rất là mạo hiểm. Để tìm kiếm được những cái loài lan nó không hề dễ dàng. Còn ở trên đồi này thì mình chỉ đi đôi khi là gặp những bụi rậm thôi, mình tránh đi là được các bạn ạ. Còn phong lan thì đôi khi là cũng phải mạo hiểm đấy các bạn ạ. Phong lan thì nó hay ở trên ngọn cây to mà, cho nên là mình phải có kỹ năng leo cây tốt thì mới sưu tầm được những cái loài lan rừng. Đây là một cái cây con này các bạn này, đẹp chưa các bạn. Cái bộ lá của nó có một cái màu rất là ảo luôn. Cái màu vàng cảm giác nó như là chìm ở trong chiếc lá đấy các bạn ạ. Cái con mùa này nó đang lên mầm. Khả năng là nó cũng chuẩn bị lên nụ hoa. Mình nhớ không nhầm là mình đã từng gặp hoa của nó vào mùa xuân rồi các bạn ạ. Hoa nó nở vào dịp mùa xuân. Ở đây có cái cây rẻ quạt. Nhìn thoáng qua thì kiểu nó lá của nó như là lá mặc xuân đấy các bạn. Nhiều người hay nhầm lẫn lắm. Thôi mình quay cho các bạn xem cái phần gốc của nó để chỉ ra cái sự khác biệt này. Tại vì là mình thấy nhiều người hay đi rừng rồi nhổ về hỏi không biết là có phải lan mặc xuân không các bạn xem này. Đây là cái cây rễ quạt này các bạn nhé. Nó có cái dạng thân lá xếp như thế này này. Đấy, cái lá của nó mọc mãi lên trên cao, theo cái đốt này lên trên cao này. Rồi nó mới chia trẻ ra. Còn cái lan mặc xuân thì cái cuống lá của nó mọc từ cái củ ở tận dưới gốc các bạn ạ. Cho mọi người dễ nhận biết. Và cách tiếp theo là các bạn có thể đào xuống dưới rễ của nó. Cái cây này rễ của nó rất là nhỏ. Còn cái lan mặc xuân rễ của nó bằng cái đầu đũa này, trắng toát luôn. Đặc trưng của cái dòng địa lan thì thường rễ của nó sẽ rất là to. Rễ của nó dự trữ nguồn nước và dinh dưỡng ở đấy các bạn ạ. Ở trên đỉnh những cái ngọn đồi cao thì cũng có những cái khối đá rất là to và thỉnh thoảng cũng có những cái vách đá các bạn ạ. Và ở trên một cái khu vực như vậy thì ở đây nó là một cái loài lan này, không nhầm thì nó gọi là thuộc cái chi lan tai dê các bạn ạ. Nhìn nó rất là giống với mấy cái loài lan lọng, lan thanh đạm ấy các bạn ạ. Đấy, không nhầm thì nó là thuộc cái dòng chi lan tai dê và ở đây thì nó đang có hoa này các bạn ạ. Có những cái bông hoa màu vàng xanh.
những bông hoa màu vàng xanh. Thân lá thì nó rất là giống với cái loài ở trên núi các bạn ạ, rất là giống luôn. Nhưng mà thời điểm ra hoa với lại hình thái hoa nó khác hoàn toàn các bạn nhé. Những cái bông nở lâu thì nó màu vàng, còn những cái bông nào mới nở thì nó màu xanh các bạn ạ. Có những cái chùm hoa khoe hương sắc giữa rừng. Trong quá trình quay cho các bạn xem, mình không để ý các bạn ạ, ở trên cái khối đá này mình lại thấy có một cái cây lan kim tuyến nữa các bạn ơi. Này các bạn xem này, đẹp không? Một cái cây lan kim tuyến với đầy những cái hoa văn màu sắc sặc sỡ ở trên một cái khối đá mọc cùng với mấy cái cây lan chi lan tai dê này các bạn này. Kim tuyến, một cái vẻ đẹp rất là độc đáo. Một cái loài lan rừng địa lan, nó là một cái loài địa lan dược liệu các bạn nhé. Nó là một cái loài dược liệu rất là quý, giá trị rất là cao, và mình cũng đã giới thiệu cho các bạn đôi lần rồi. Này tình cờ gặp ở đây một cây nhỏ xíu thôi. Cái cây này thì thật sự bây giờ thì nó rất là hiếm các bạn ạ, tại vì là giá trị dược liệu của nó cao quá. Một cân lan kim tuyến này nó rơi vào mấy triệu tiền Việt Nam mình. Đấy, rất là, nói chung là rất là đắt, và người dân họ đi tìm rất là nhiều các bạn ạ. Hầu như là họ sẽ săn tìm hết ở tất cả những ngọn đồi cao nơi có cái sự phân bố của cái loài lan này. Còn cái cây lan này thuộc cái chi tai dê này các bạn ạ. Ở đây mình thấy có một bụi nó tốt luôn ở bên trên này. Nhờ cái bụi tốt ấy thì lại không có hoa. Cái bụi bên trên này các bạn này, phải nói là nó to khủng khiếp luôn, xanh như là một cái bụi cỏ ấy. Còn cái bụi dưới này nó vừa phải thôi, thì có mấy cái chùm hoa này các bạn. Có những cái chùm hoa đang khoe sắc ở đây khá là nhiều ở trên những cái khối đá này các bạn ạ. Xung quanh bên kia cũng tùm toàn một cái loài lan này thôi. Ở trong cái tán rừng cây vầu nơi mình đang đi qua có rất là nhiều cây thu hải đường các bạn ạ. Một cái loài cây mà có cái màu lá xanh dạ quang khá là lạ, cây nó to lắm. Và ngoài ra thì ở đây mình thấy có cái loài địa lan khá là đặc biệt đây các bạn ơi. Cái loài địa lan khá là đặc biệt, có thể sẽ có một vài người bạn sẽ nhận ra. Đây chính là cái loài địa lan mà cụ Trần Tuấn gọi là Hà Biện. Địa lan Hà Biện các bạn ạ. Hoa xanh đấy. Trước đây mình đã từng quay một đoạn video ngắn cho các bạn xem. Loại địa lan có những cái bông hoa màu xanh nở vào mùa xuân, khá là độc đáo. Ở đây thì nó có những cái cây mà cái bộ lá của nó cũng có những cái chấm sẫm ở trong này các bạn này. Chấm sẫm ở trong cái nền xanh của cái loài địa lan này. Nó có một cái thân khá là mập mạp và bò ở bên dưới đất các bạn nhé. Một cái loài địa lan chỉ xuất hiện ở trên những cái ngọn đồi cao thôi. Mình chỉ từng biết được là nó có mặt ở cái ngọn đồi này. Còn rất là nhiều nơi mình đã đi qua nhưng mà chưa từng gặp được cái loài lan này các bạn ạ. Không biết là xung quanh lên trên đây thì còn có cái loài này nữa không. Ở đây có cái tán rừng cây vầu rất là to các bạn ạ. Hôm nay đi qua cái cánh rừng này thì mình lại gặp một cái loài địa lan các bạn ạ. Có vẻ là nó cũng hơi lạ lẫm một chút đấy các bạn ơi. Mình nhìn thấy nó khá là giống với cây địa lan hạc đỉnh Nam Cánh Trắng mà trước đây mình hay làm video cho các bạn gặp ở trên những cái ngọn núi đá đấy các bạn ơi. Chắc chắn là nó sẽ là một cái loài lan thuộc cái dòng hạc đỉnh rồi. Nhưng mà có thể nó là cái cây lan thuộc cái, gọi là cái loài lan hạc đỉnh hồng các bạn ạ. Nó có một cái màu hoa hoàn toàn là một màu hồng hết. Cả những cái cánh của nó cũng vậy. Ở đây mình thấy có cái thân này nó lên đến 3 cái ngồng hoa. Và có một cái ngồng này thì đây là một cái ngồng rất là dài các bạn nhé. Ngồng này nó dài khoảng 50cm. Và ở đây còn có một cái quả này các bạn này. Có một cái quả và những cái mắt hoa của nó mình cảm thấy là nó khá là nhiều bông hoa này các bạn này. Không biết là nó có nở hết những cái bông hoa, những cái mắt này không, nhưng mà mình thấy nó rất là nhiều. Đậu đúng một cái quả nhỏ tí thế này thôi. Không biết là cái loài này thì mặt hoa nó thế nào, liệu có phải là cái loài hạc đỉnh hồng mà
thường hay xuất hiện ở trên đồi không thì có lẽ là vẫn phải chờ đợi đến cái mùa hoa của nó thôi các bạn ạ. Loài địa lan rất là độc đáo ở trên những cái khu rừng xa lạ, nơi mà lâu lâu mình mới có dịp được đi qua các bạn ạ. Mình nghĩ đây nó không phải là cái loài địa lan hạc đỉnh hồng đâu các bạn ơi. Mình vừa có một cái sự so sánh. Đây là một cái cây mình mới phát hiện này các bạn này. Không biết là loài địa lan gì nhưng mà đây mình mới phát hiện mà nó nở hoa rải rác, là cái ngồng này nở trước các bạn nhé. Nở tàn rồi mới lại mọc tiếp cái ngồng này. Tại vì là nó mọc trên cùng một cái thân. Cái thân này là cái thân tơ của năm này các bạn này. Của cái năm vừa rồi này. Đấy, nó chưa hoàn toàn là chưa có cái thân con. Có lẽ là mỗi năm nó sẽ đẻ lên một cái thân con các bạn ạ. Nó vẫn là thuộc cái dòng lan hạc đỉnh nhưng mà nó là một cái loài hạc đỉnh gì đó. Và để dễ hình dung hơn thì mình sẽ lại đây. Ở đây có hai cái loài, một loài là hạc đỉnh hồng và một cái loài mình vừa mới phát hiện. Để cho các bạn xem này. Đây các bạn nhé, cái loài cây mình mới phát hiện này. Quả của nó rất là nhỏ này. Đấy, cái ngồng hoa của nó đây, ngồng hoa thì dài lắm. Và những cái mắt hoa thì nó xít nhau. Còn cái đây là cái loài hạc đỉnh. Cái cây này thì hơi tiếc một chút là hiện tại nó không có cái ngồng hoa nào. Nhưng mà qua cái sự so sánh thì cảm nhận là cái cây hạc đỉnh hồng này nó mọc ở rất là gần nhau và hình thái lá thì khá là giống nhau. Nhưng mà nó mềm hơn nhiều các bạn ạ. Cảm nhận được cái thân của cái cây hạc đỉnh hồng này là nó mềm hơn. Mềm hơn, và một cái cây như thế này thì vẫn còn là nhỏ tuổi này. Còn chưa có cái ngồng hoa nào cả. Nhưng mà đây là một cái cây mà mình mới thấy thì thân của nó rất là cứng các bạn ạ. Cái phần gốc này, cái phần dưới gốc này nó cứng đét luôn. Và cái ngồng hoa này thì dài ơi là dài. Nó mọc từ cái tầm dưới gốc này lên này các bạn này. Đấy, từ nửa thân ở dưới gốc lên. Còn cái cây hạc đỉnh hồng này thì nếu mà lát nữa gặp thì mình sẽ quay cho các bạn xem là cái ngồng hoa của nó mọc xuất phát từ cái phần ngọn, gần ngọn. Có một cái nét độc đáo như vậy. Một cái loài lan hạc đỉnh khá là lạ lẫm xuất hiện ở cái ngọn đồi này. Những điều mới lạ ở giữa những cái cánh rừng sâu các bạn ạ. Những cái cánh rừng già trên những ngọn đồi này. Cái loài địa lan độc đáo liên tục xuất hiện. Vặt ở đây toàn là cái cây thu hoài đường quá nhiều các bạn ạ. Cây thu hoài đường này thì hình như bây giờ là nó hết mùa hoa rồi. Có những cái loài hoa rừng mà mình có thể bắt gặp trong cái hành trình của mình. Đẹp không các bạn? Một cái loài thực vật ra những cái chùm hoa độc đáo này các bạn này. Mình đang đi dọc dần lên trên đỉnh các bạn nhé. Càng lên cái khu vực gần đỉnh thì sẽ có xuất hiện của những cái loài mới lạ hơn. Hồi nãy mình đi ở bên dưới thấp thì không có gặp được nhiều những cái loài địa lan. Ở đây sau một chặng đi ngang qua cái sườn đồi thì cuối cùng mình đã gặp được cái cây hạc đỉnh mà đang có hoa để quay cho các bạn được xem. Bây giờ nó hoa nó tàn rồi cho nên nó thành cái dạng màu cam các bạn ạ. Đấy, đây là cái cây hạc đỉnh này. Hồi nãy mình quay cái cây kia cho các bạn xem ấy thì những cái đốt hoa này nó rất là dày luôn. Nó dày luôn và nó có hai cái đốt so le ngay cạnh nhau này. Mà tỷ lệ những khoảng cách những cái đốt hoa nó rất là dày. Còn cái cây này thì nó rất là thưa.
Và đây là hoa của cái loài hạc đỉnh hồng ở trên đồi. Khả năng là do, hay là đây là một cái cây màu cam, mình cũng không rõ nữa các bạn ạ. Khả năng nó là một cái cây màu cam. Thường là hoa nó sẽ màu hồng, nhưng cây này có vẻ nó sẽ hơi đặc biệt một chút đây các bạn ạ. Đấy, cái cây này nó có cái hoa màu cam các bạn nhé. Và nó có một tuyền một màu thôi, chứ nó không có, cánh nó không có màu trắng đâu. Khá là đặc biệt cho một cái loài địa lan. Khác hoàn toàn so với cây mà không có hoa lúc nãy mình vừa quay cho các bạn xem đấy. Giới thiệu để cho các bạn biết thêm những cái gặp gỡ của mình trên cái hành trình tầm lan trên cái ngọn đồi này các bạn nhé. Các cái loài phong lan ở trên những cái hành trình đi trên đồi của mình này rất là khó quay được nó các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì cái khúc cây nó bị khô, nó rơi ở trên ngọn cây xuống các bạn này, thì mới có thể tiếp cận được một cái bụi lan. Đây là một, có thể là một cái loài lan lọng các bạn ạ. Lan lọng, à là một cái loài lan len các bạn ạ. Đấy, một cái loài lan khá là lạ lẫm. Trong những cái video đi rừng của mình thì đây là lần đầu tiên mình được gặp và làm một cái đoạn video để cho các bạn xem. Nó rơi ở dưới đất này, đâm ra là nó chết mất một nửa, quá nửa rồi các bạn ạ. Dòng này thì nó chỉ sống ở trên những cái ngọn cây cao và nó rơi xuống thì mình mới có thể gặp được nó thôi các bạn ạ. Những cái ngọn cây ở đây cao chót vót ở trên kia chắc là sẽ có rất là nhiều. Chỉ nhìn mắt thường thôi cũng khó rồi chứ huống chi là quay video được các bạn ạ, khó lắm. Sau một hành trình khá là dài đi rong ruổi trong những cái cánh rừng vầu thì bây giờ mình đã thoát ra khỏi và đang có mặt trên một cái ngọn đồi chọc các bạn ạ. Ở đây thì ngày xưa người dân họ làm nương rẫy cho nên là cũng không có cây cối gì nữa. Đấy, có thể quan sát được cái thung lũng, cái bản làng bên dưới này. Một cái thung lũng rất là rộng. Một phần thì nó cũng bây giờ nó đang là cái thời điểm mùa đông cho nên là nó có nhiều sương các bạn ạ. Cho nên nhìn nó hơi mờ mờ ở xa. Thì hôm nay mình có một vài những cái loài lan rừng, nhất là những cái loài địa lan. Một trong những hành trình mà mình ít khi lên trên đồi cho nên là cũng khá là mới lạ, chia sẻ với các bạn theo dõi. Giờ mình sẽ theo cái con đường mòn này để trở lại nơi xuất phát. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình theo dõi hành trình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong cái hành trình sau.